Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Đi Tin Đừng Mơ nha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu anh em một con game Pixel nữa, một con game thuộc thể loại chặt chém, hành động và nó phong cách giữa Dark Souls anh em, cực kỳ khó và phong cách gọi là Pixel lạ mắt và cực kỳ thú vị nên là mình muốn giới thiệu anh em. Mình không chắc là anh em sẽ thích nó không, nhưng mà trước mắt cái review thử nha anh em nha. Thì đây, đó chính là những hình ảnh đầu tiên của nó. Và nhắc lại thì con game này nó hiện tại nó có bản demo ở trên Steam rồi, anh em có thể tải về chơi thử. Nó thuộc thể loại game chặt chém, hành động nhanh và nó rất là khó anh em nhé. Kiểu như anh em tưởng tượng như đây là Dark Souls nhưng mà cái góc nhìn của nó hơi khác một chút ha. Và bối cảnh chúng ta là một cái kiểu nhìn như thế này luôn anh em, như trên trailer sao rồi chơi game như vậy luôn. Mình cũng test một đoạn rồi, game cực kỳ khó anh em nhé. Và những cái nhân vật, những cái chùm ở trong game này thiết kế khủng khiếp luôn anh em, cần phải né rất là nhiều. Nó gợi nhớ đến những con game Pixel, ví dụ như là Undertale hoặc là những cái con game mà phong cách gọi là siêu khó, thử thách người chơi anh em. Thì con game này anh em có thể chơi thử ha. Mình lúc đầu thì mình cũng không định review cho anh em đâu, tại vì mình sợ là cái con game này nó lạ quá, nhiều khi là anh em dễ bị thấy lạ quá anh em kiểu không thích á, nên là mình cũng lo. Nhưng mà thôi, mình phải làm đúng cái tiêu chí của mình, đó chính là những con game nào mà nó thực sự lạ mắt hoặc là nó sáng tạo về dạng Pixel mình giới thiệu anh em luôn. Đó, tên game nè, thì nó sẽ ra mắt trên PC và Nintendo Switch nha, thời gian sắp tới. Còn bây giờ anh em có thể tải demo và chơi thử ha. Và thật sự thì mình rất là ấn tượng cũng như là thích cái lối hình ảnh và lối chơi của con game như này. Nên là hy vọng là anh em cũng hiểu những cái mục đích của mình làm là cái gì ha. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Nếu anh em yêu thích thì anh em có thể tìm dưới phần mô tả để tải bản demo về, cũng như là support cho cái tựa game này ha. Một tựa game rất là hay, mình không biết ai làm đâu nhưng mà thấy hay là được, sáng tạo là được chưa? Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé.